Chương 1181, bất kể kỷ nguyên nào, bổn đế vẫn là vô địch thiên hạ, hay chỉ cần nghe một tiếng rầm rầm. Hoang thiên tiên quán là cường giả tuyệt thế tung hoành một kỷ nguyên ngay lập tức bị đè ép áp thành một vũng thịt nát. Cùng lúc đó, vô số xúc tu như ống kim đâm vào trong khối thịt nát, điên cuồng cắn nuốt sức mạnh bên trong đó. Sau một nén nhang, trên đời này không còn hoang thiên tiên quân nào nữa. Một số tiên nhân chưa hôn mê hoảng sợ nhìn thấy một màn này, hoàng thiên tiên quân trong lòng bọn họ đại biểu cho chính nghĩa thánh nhân cổ xưa phẩm đức cao thượng cứ như vậy chết thảm dưới ma trảo của diệt thế ma đế tiên quân một đời tuyệt thế cứ như vậy ngã xuống sau đó còn có vô số tiên nhân liên tiếp cùng nhau bị đánh bại cái tên cố thanh phong nhất định sẽ lại vang dội khắp vẫn tinh nguyên khi kỷ nguyên vạn cổ còn chưa xuất hiện trở lại danh tiếng diệt thế ma đế đã vang vọng khắp thiên hạ nhưng khi kỷ nguyên vạn cổ xuất hiện trở lại từng vị tiên quân trong truyền thuyết giáng thế, đương nhiên mọi người sẽ cảm thấy diệt thế ma đế cũng chả là cái thá gì, chỉ có thể ngông cùng kiêu ngạo ở kiếp này mà thôi, khi hắn đối mặt với cường giả trong kỷ nguyên vạn cổ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phai mờ. Nói không chừng hắn còn có thể bị cường giả tiên quân căm ghét như kẻ thù mà chém giết, nhưng mà cho đến hôm nay, trận chiến này của tiệc thiên giáo, toàn bộ các tiên nhân của vẫn tinh nguyên sẽ hoàn toàn thay đổi cái suy nghĩ vớ vẩn này. Diệt thế ma đế chung quy vẫn là diệt thế ma đế kia, bất luận là kiếp này hay là kỷ nguyên vạn cổ, hắn vẫn vô địch thiên hạ. Bốn chữ diệt thế ma để giống như một lớp màn đêm hắc ám che khuất toàn bộ bầu trời vẫn tinh nguyên, ma uy bao phủ, mịt mù tâm tối. Một mình hắn hoàn toàn phá vỡ toàn bộ kết cấu của vẫn tinh nguyên, một mình hắn lật đổ tất cả trật tự thế giới của vẫn tinh nguyên, một mình hắn áp đảo toàn bộ vẫn tinh nguyên, chém giết đến mức tiên nhân sợ hãi, giết đến tiên vương chạy trốn như chuột. Hơn nữa, ngay cả lời nói cuối cùng của Cố Thanh Phong cũng bị lan truyền ra ngoài, hắn là người mở ra kỷ nguyên vạn cổ, kinh khủng nhất chính là mục đích hắn mở ra kỷ nguyên vạn cổ, chỉ là bởi vì không thể cắn nuốt người đương thời nữa, cho nên mở ra kỷ nguyên vạn cổ, muốn thôn phệ những cường giả tiên quân kia. Khi các cường giả trong kỷ nguyên vạn cổ nghe được tin tức này, có người sợ hãi, có người tò mò, có người rình rập, cũng có người khinh thường những người khinh thường đều là những người cực kỳ tự tin với thực lực của bản thân, bọn họ là một kỷ nguyên đỉnh phong, tự nhận mình không thua kém người khác, cho dù cường giả của kỷ nguyên vạn cổ tụ tập lại với nhau, bọn họ cho rằng bản thân vẫn là người vô địch, tuy nhiên bất luận là thái độ gì, cái danh diệt thế ma đế xem như đã trên lên ở trong lòng cường giả kỷ nguyên vạn cổ. Rất nhiều cường giả tiên quân muốn tìm hiểu bí mật của Cố Thanh Phong, dù sao cũng là do hắn mở ra kỷ nguyên vạn cổ, trên người tất nhiên cất giấu bí mật kinh khủng nào đó. Còn một số người biết kế hoạch của thập thế tiên quân Lâm Đạo Huyền, bọn họ không hiểu tại sao rõ ràng là kế hoạch của Lâm Đạo Huyền, tại sao cuối cùng lại thành cố thanh phong. Trong một khu rừng, một vị thiếu niên mặc đạo bào, môi hồng răng trắng đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, khuôn mặt hắn ta non nớt, búi tóc. Cả người cuốn quanh từng đợt đạo vận thần bí, có một lão giả đang quỳ trước mặt hắn ta vị lão giả này chính là cường giả tiên vương đã hai lần đối mặt với diệt thế ma đế nhưng mà không chết là đại trưởng lão của tiệc thiên giáo đại trưởng lão đáng thương hai lần bị diệt thế ma đế hút khô tu vi đang lúc ông ta hoàn toàn hết hy vọng trước mắt hắn tối sầm lại đã đi tới trước người vị thiếu niên đạo sĩ này thông qua nói chuyện với nhau biết được vị thiếu niên đạo nhân này chính là một vị cường giả tiên quân sống vô tận năm tháng về lại từ trong kỷ nguyên vạn cổ thất tuyệt tiên quân nói cho ta biết chi tiết những dê ngươi biết về diệt thế ma đế cố thanh phong ngươi là người hai lần sống sót từ trong tay hắn chắc là ngươi biết rất rõ về hắn đúng không chứ thiếu niên đạo nhân này cũng chính là thất tuyệt tiên quân nói một cách thản nhiên tuy đại trưởng lão là tiên vương đỉnh phong nhưng khi đối mặt với cường giả tiên quân trong kỷ nguyên vạn cổ này ông ta cũng không thể không cúi đầu biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn thuận theo đúng vậy tiên quân đại nhân sau đó đại trưởng lão thêm mắm thêm muối nói hết mọi hành động của cố thanh phong bao gồm cả hắn xuất thân từ tinh khư thứ sáu làm những điều ác gì ở tinh khư thứ sáu sau lại phá hủy toàn bộ vẫn tinh nguyên hành vi tàn ác của cố thanh phong được đại trưởng lão nói cũng mất khoảng một canh giờ lúc ấy mới nói xong thất tuyệt tiên quân rất kiên nhẫn lắng nghe thứ không thiếu nhất đối với nhân vật như hắn ta chính là thời gian nói như vậy kỷ nguyên vạn cổ thật sự là do cố thanh phong mở ra thất tuyệt tiên quân thản nhiên nói chắc là như thế, dù sao đây cũng là do chính miệng diệt thế ma đế nói. Ồ! Một ma đầu nói ra ngươi cũng tin sao, đại trưởng lão trầm giọng nói, nếu là tà ma khác nói ra, vãn bối có thể còn có thể cân nhắc, nhưng lời mà diệt thế ma đế nói chắc là không sai. Chương 1182, Thất tuyệt tiên quân, một, tại sao lại như vậy? Thất tuyệt tiên quân cảm thấy hứng thú hỏi, không phải ngươi nói lúc trước hắn còn ngụy trang thành thân phận đạo tử của giáo phái ngươi, trà trộn vào tiệc thiên giáo sao đại trưởng lão gật gật đầu nói diệt thế ma đế quả thật cực kỳ gian xảo nhưng dựa theo những gì vãn bối hiểu rõ về tên ma đầu này hắn chắc chắn sẽ không nói dối bởi vì tên ma đầu này cực kỳ ngông cuồng kiêu ngạo trong kiếp này vãn bối chưa từng gặp qua người nào cùng như vậy tính cách ngông cuồng của tên ma đầu này chắc chắn khinh thường việc nói dối thất tuyệt tiên quân gật gật đầu đồng ý nói đúng vậy cường giả như hắn chắc chắn khinh thường nói dối với đám kiến hôi Đại trưởng lão, người có biết lễ độ không vậy? Tuy rằng tên ma đầu này cường đại, nhưng việc mở ra kỷ nguyên vạn cổ, cũng không phải sức người có thể làm được, cho nên bổn tọa kết luận trên người tên ma đầu này nhất định có vật liên quan đến đại bí mật của kỷ nguyên vạn cổ, nói không chừng có liên quan đến kỷ nguyên chi hỏa, thất tuyệt tiên quân lẩm bẩm, trong tay không ngừng bóp pháp quyết, tính toán thiên cơ. Kỷ nguyên chi hỏa Kỷ nguyên chi hỏa là gì? Đại trưởng lão tò mò hỏi lúc này thất tuyệt tiên quân vỗ ót bừng tỉnh nói bổn tọa suýt chút nữa đã quên mất ngươi còn ở đây vừa dứt lời thất tuyệt tiên quân phất tay áo bỗng nhiên có một cơn gió mát thổi qua người đại trưởng lão ngay sau đó xuất hiện một màn không thể tưởng tượng nổi chỉ thấy thân hình đại trưởng lão giống như khói xanh trực tiếp bị luồng gió mát này thổi tan tiêu tán giữa trời đất không còn dấu vết năm đó lâm đạo huyền cướp đi kỷ nguyên chi hỏa trong tay bổn tọa bổn tọa đã cảm thấy không thích hợp không nghĩ tới kỷ nguyên chi hỏa này lại có công dụng tuyệt vời như vậy chỉ là không nghĩ tới cuối cùng kỷ nguyên chi hỏa này vậy mà lại rơi vào trong tay diệt thế ma đế chẳng lẽ diệt thế ma đế này là chuyển thế của lâm đạo huyền tuy rằng phong cách làm việc của hai người hoàn toàn khác biệt nhưng có phải hay không còn phải gặp một lần mới biết được thất tuyệt tiên quân chậm rãi đứng dậy nhắc tới lâm đạo huyền trong đôi mắt bình tĩnh của hắn ta hiếm thấy hiện lên một tia sát ý kỷ nguyên chi hỏa là vật thành đạo của hắn ta cũng chính dựa vào kỷ nguyên chi hỏa hắn ta mới có thể được xưng là người tài tuyệt thế nhất kỷ nguyên vạn cổ dựa vào vô số bí pháp thần thông trong kỷ nguyên chi hỏa pháp tắc trật tự hắn ta tung hoành trong kỷ nguyên không có kẻ địch dung hợp tri thức trong đó vào thân mình cuối cùng sáng tạo ra thất tuyệt kỷ dựa vào đó chứng đạo tiên quân đây cũng là nguồn gốc của cái tên thất tuyệt tiên quân nhưng tất cả đều tan vỡ khi lâm đạo huyền xuất hiện đó là đời thứ sau của lâm đạo huyền hắn ta giống như một ngôi sao băng rực rỡ bình thường huy hoàng trong phút chốc hắn ta đã chứng đạo tiên quân với tốc độ cực nhanh cũng đánh bại thất tuyệt tiên quân cướp đi kỷ nguyên chi hỏa chuyện này được coi là sự sỉ nhục lớn nhất cả đời thất tuyệt tiên quân dù cho hắn ta tinh thông hết tất cả thần thông diệu pháp của thế gian nhưng đã bị lâm đạo huyền một kiếm phá hết vạn pháp hiện giờ nếu hắn ta đã sống trở về vậy thì cường giả lâm đạo huyền như vậy tất nhiên cũng sẽ trở về thất tuyệt tiên quân có niềm tin chắc chắn vào điều này nam nhân kia tuyệt đối sẽ không bị bao phủ trong kỷ nguyên vạn cổ thất tuyệt tiên quân muốn báo thù muốn đánh bại lâm đạo huyền nhưng chỉ dựa vào mình của hiện tại là không đủ hắn ta nhất định phải hiểu rõ nguyên nhân lâm đạo huyền cường đại kỷ nguyên chi họa chính là một điểm tìm hiểu rất tuyệt sự thật chứng minh kỷ nguyên chi hỏa tuyệt không chỉ đơn giản là truyền thừa tri thức nhất định còn có công dụng tuyệt diệu khác cho nên thất tuyệt tiên quân quyết định ra tay với cố thanh phong nếu cố thanh phong đã có được kỷ nguyên chi hỏa cho dù hắn không phải là người chuyển thế của lâm đạo huyền thì chắc chắn cố thanh phong cũng khó thoát khỏi liên quan đến lâm đạo huyền suy nghĩ một lúc thất tuyệt tiên quân đột nhiên hóa thân phân ra vạn đạo phân thân đi tới các nơi hắn ta muốn đi tìm một ít đồng minh một số người thù địch với lâm đạo huyền để tạo thành một liên minh lâm đạo huyền thân là tiên quân mười đời hoạt động trong mười kỷ nguyên lần lượt lên đỉnh trong con đường lên đỉnh cao của hắn ta kẻ thù không phải ít, hiện giờ kỷ nguyên vạn cổ xuất hiện trở lại, những kẻ địch của hắn ta cũng từng người từng người trở về từ trong trường hạ. Tình khư thứ nhất, trong tiệc thiên giáo, Cố Thanh Phong sau một trận chiến kia, vẫn chưa rời khỏi tiệc thiên giáo, mà vẫn luôn tìm kiếm bội kiếm của Lâm Đạo Huyền, có ý đồ muốn dẫn dụ Lâm Đạo Huyền xuất hiện. Trong kỷ nguyên vạn cổ, người duy nhất có thể làm cho hắn hứng thú cũng chỉ có Lâm Đạo Huyền, tiên quân mười đời, mỗi một đời đều là vô địch cả thiên hạ, loại tồn tại này, nếu như có thể thôn phệ thành công, chắc chắn còn sản khoái hơn so với thôn phệ 10 vị tiên quân. Chỉ là đáng tiếc, Cố Thanh Phong ngay người ở tiệc thiên giáo một tháng trời, cũng đã tìm một tháng, đều đã lật tung toàn bộ tiệc thiên giáo, lại hoàn toàn không tìm thấy thanh kiếm kia, dường như căn bản nó không hề tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, lâm đạo huyền thâm sâu không lường trước được, sắp đặt kỹ nguyên vạn cổ, kiếm dấu ở tiệc thiên giáo, nhưng lại không thể nào tìm ra được. Chương 1183, Thất Tuyệt Tiên Quân 2, phải biết rằng Cố Thanh Phong đã lợi dụng quỷ thần chi xúc, lục soát khắp mỗi một tấc đất, mỗi một mảnh hư không, tuyệt đối 360 độ không gốc chết, nhưng vẫn tìm không thấy. Điều này cũng làm cho Cố Thanh Phong càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với Lâm Đạo Huyền, hắn quyết định tạm thời định cư ở tiệc Thiên Giáo, nếu không tìm thấy bội kiếm kia, vậy thì ở đây chờ Lâm Đạo Huyền tới lấy nó vậy. Chỉ cần ở lại Tiệt Thiên Giáo sớm muộn gì cũng có thể gặp được lâm đạo huyền chỉ là điều duy nhất khiến cố thanh phong cảm thấy kỳ quái chính là rõ ràng kỷ nguyên vạn cổ đã xuất hiện trở lại các cường giả tiên quân từng người từng người đều xuất thế nhưng lâm đạo huyền thân là cường giả đệ nhất kỷ nguyên vạn cổ lại chậm chạp không thấy bóng dáng cố thanh phong cũng không cho rằng loài cường giả như lâm đạo huyền này sẽ bị lạc trong kỷ nguyên vạn cổ nếu hắn ta có thể xây dựng mười thế hệ đủ để nói rõ người này có thực lực rất khủng bố dù cho kế hoạch của hắn ta bị cố thanh phong phá hư thì người này cũng chắc chắn có thể trở lại một cách thông dong hiện giờ lại chậm chạp mãi không thấy trở về chỉ sợ hắn ta vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối đang tiến hành một mưu đồ gì đó mà không ai biết cố thanh phong cũng không hoài nghi điểm này dù sao vị lâm đạo huyền này chính là một người có thể tốn mười kỷ nguyên để vạch kế hoạch có thể thấy được tính tình kiên trì và ẩn nhẫn của hắn ta tuy nhiên cố thanh phong hắn chưa bao giờ e ngại bất kỳ âm mưu quỷ kế nào ngày hôm nay cố thanh phòng đang tiếp tục tìm kiếm bội kiếm của lâm đạo hiên đột nhiên toàn bộ bầu trời tiệt thiên giáo đột nhiên đổi màu mây đen kéo tới âm âm một âm thanh nặng nề như tiếng sấm vang vọng chỉ thấy trong hư không đột nhiên hiện lên một tia lôi quang chói mắt đục xuyên qua không trung vô tận nhanh chóng lao tới hóa thành một vị nam tử có dáng người vạm vỡ cường tráng khuôn mặt của nam nhân này lạnh lùng nghiêm nghị cả người tản ra thần uy ngập trời ngươi chính là diệt thế ma đế. Hắn ta hỏi với vẻ khinh thường. Xưa nay bổn đế không trảm hạng người vô danh, cúc, cố thanh phong ngay cả ngẩng đầu cũng không thèm ngẩng đầu lên nói, giống như hoàn toàn không thèm để người này vào mắt. Khốn kiếp! Bổn tọa chính là lôi diệu tiên quân, lúc bổn tọa đắc đạo, ngươi còn chưa sinh ra. Lôi diệu tiên quân hừ lạnh nói. Lúc này, trên bầu trời phương Bắc đột nhiên có khí tức khủng bố đang nhanh chóng bay tới. Một tràng cười vang vọng khắp trời đất, ha ha ha. Lôi Diệu Tiên Quân, nhiều năm không gặp, không ngờ tới tính tình của ngươi vẫn nóng nảy như vậy, cùng với giọng nói là âm thanh ầm ầm hư không nổ tung, xuất hiện một nam tử mặc áo trắng dáng người thẳng tắp như trường thương. Hắn ta có cặp lông mày kiếm đôi mắt sáng ngời, lưng đeo tráp kiếm, y phục màu trắng tao nhã, phong thái vô song, một thân uy thế khủng bố không hề thua kém Lôi Diệu Tiên Quân, rõ ràng đây cũng là một vị cường giả tiên quân ánh mắt lôi diệu tiên quân ngưng tụ lại, đế thiên. Ngươi vẫn còn sống, nam tử mặt bạch y cũng chính là đế thiên mỉm cười, nhân vật như ngươi cũng có thể trở về từ kỷ nguyên vạn cổ, vì sao bổn tọa lại không thể. Ngươi muốn tìm chết hay sao, lôi diệu tiên quân tức giận nói, rõ ràng giữa hai người này có oán hận không nhỏ, lúc này lại vang lên một giọng nói lạnh nhạt, hai con kiến hôi các ngươi nếu muốn đánh nhau, vậy thì tránh ra xa một chút. Đừng quấy rầy nhã hứng của bổn đế. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt lôi diệu tiên quân đầy đang cuồng phẫn nộ, để thiên cao mày, mặt lộ ra sát ý, hai người nhìn chầm chầm vào cố thanh phong, bọn họ đang rất không vui. Xem ra các hạ cho rằng sau khi đánh bại một vị tiên quân thì có thể không thèm để chúng ta vào mắt, phải biết rằng cùng là tiên quân giống như nhau, nhưng chênh lệch cũng không phải lớn như bình thường, để thiên cười lạnh nói. Cố Thanh Phong nhìn người này với vẻ coi thường, hắn thản nhiên nói, nói xong chưa? Nói xong rồi thì có thể lại đây chịu chết. Ngươi, để thiên trong nháy mắt bị chọc giận, lúc này muốn động thủ. Đạo hữu chờ một chút, truyền đến một giọng nói già nua, chỉ thấy trên mặt đất, một vị bà lão, đầu đầy tóc bạc, đôi mắt đục ngầu đang chậm rãi đi tới. Bà ta đi rất chậm, trong tay cầm một cây trượng rắn màu bạc, hấp hối gần đất xa trời, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng động tác của bà ta rõ ràng cực kỳ thông thả, tuy nhiên chỉ vẻn vẹn sau ba bước bà ta đã lập tức từ chân trời xa xôi đến trước mặt mọi người. Người trong nghề vừa ra tay, lập tức biết được trình độ, lôi diệu tiên quân và đế thiên tiên quân sau khi nhìn thấy bà lão, rõ ràng bọn họ có chút kiên kỵ bà ta, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được mối đe dọa nhàn nhạt từ trên người bà ta. Đương nhiên, kiên kỵ chứ không phải sợ hãi, bọn họ đều là cường giả tiên quân, đều là người nổi bật trong kỷ nguyên, chưa từng đánh một trận thật sự, cho nên ai cũng tràn đầy tin tưởng vào bản thân bà lão đứng lại nói lão thân bích xà ra mắt hai vị đạo hữu hai vị chắc chắn đều là trợ thủ mà thất tuyệt tiên quân gọi tới phải không thất tuyệt tiên quân còn chưa xuất hiện cần gì phải sốt ruột động thủ hai người hừ lạnh một tiếng xem như chấp nhận lời của bà lão hai người bọn họ đúng là do thất tuyệt tiên quân gọi tới chương một nghìn một trăm tám mươi không có một người bình thường sao cách đây không lâu một vị thiếu niên đạo nhân tự xưng là thất tuyệt tiên quân tìm tới bọn họ hắn ta nói ta biết chư vị đều là bại tướng dưới tay lâm đạo huyền hiện giờ chắc chắn lâm đạo huyền cũng đã trở về hơn nửa người đã mở ra kỷ nguyên vạn cổ chắc chắn có liên quan đến hắn ta không bằng tất cả chúng ta liên hợp lại đấu với hắn ta trong đám cường giả tiên quân tất nhiên cũng có cường giả tiên quân kiêu ngạo loại chuyện ỷ đông hiếp yếu như thế nào đương nhiên bọn họ rất khinh thường không bây giờ đồng ý làm cho nên phải tặng thêm tiền sau đó thất tuyệt tiên quân ngay lập tức đánh bại tất cả bọn họ một trận rồi lại đưa cho mỗi một người một môn công pháp thời thượng cổ nhờ vậy mà thành công lôi kéo được đám người này hôm nay mọi người ùa đến tiệc thiên giáo tìm cố thanh phong chính là làm theo sự sắp xếp của thất tuyệt tiên quân dù sao hiện tại cũng không tìm thấy lâm đạo huyền chỉ có thể ưu tiên tìm kiếm điểm đột phá từ trên người diệt thế ma đế cố thanh phong nghe xong cũng coi như hiểu được chút chút hình như có một người tên là thất tuyệt tiên quân bày mưu tính kế chuyện hôm nay đối với người tên thất tuyệt tiên quân này trong kỷ nguyên chi hỏa có rất nhiều trang miêu tả người này bởi vì người này từng là người kiểm soát của kỷ nguyên chi hỏa hơn nữa dung hợp sở trường vạn gia sáng tạo ra thất tuyệt kỷ bảy loại tuyệt kỷ này mỗi một môn đều xếp hạng thượng đẳng trong kỷ nguyên chi hỏa người này có thể nói là tài giỏi kinh người chỉ có thua kém lâm đạo huyền mà thôi về phần vì sao đối phương lại tới nơi đây sau khi kết hợp với tin tức hiện có cố thanh phong cũng đoán ra đại khái đơn giản chỉ là vì muốn tìm hiểu quan hệ giữa mình và lâm đạo huyền cùng với kỷ nguyên chi hỏa đúng là đang buồn ngủ lập tức có người tới tặng gối đói bụng thì có người nấu cơm mà cố thanh phong vì đang không tìm được bội kiếm của lâm đạo huyền mà mất hứng thì đám người này lại đưa tới tận cửa còn nữa không cố thanh phong thản nhiên nói trong giọng nói có ý khinh thường không cần nói cũng biết mấy người ở đây đều nhướng mày không nghĩ tới cái tên diệt thế ma đế sau khi nhìn thấy cường giả như mình vậy mà còn chê không đủ. Đang lúc bọn họ muốn trả lời, lại có hai bóng người xuất hiện ở giữa sân. Một nam tử tuấn Mỹ mặc đạo bào màu đen, đầu đội vũ quan, mắt như sao băng, trên vai vác nhật nguyệt, đột nhiên xuất hiện từ hư không. Bổn tọa minh vũ, ra mắt chư vị đạo hữu, bần tăng nhiên đăng, ra mắt chư vị đạo hữu. Một vị lão hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ cũ nát, cầm Phật đăng, đèn Phật, nói, cố thanh phong nhìn về phía hai người mới tới, trong mắt hiện lên một chút thất vọng nhàn nhạt, sao trong số những người đến đây không có ai nữ nhân vậy, vừa dứt lời, trong hư không vang lên một tiếng cười khẽ của nữ tử, hì hì, đạo hữu chớ vội, thiếp thân lãnh tuyết, ra mắt chư vị đạo hữu, cùng với vị ma đế đạo hữu sắp chết này, ngay sau đó, một nữ tử trẻ tuổi dáng người cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn cao hai thước xuất hiện ở giữa sân, nữ tử này có khuôn mặt tuyệt mỹ, như mặt trời tỏa sáng, chỉ là dáng người cao lớn quá, cao quá mức rồi giống như đầu của một mỹ nữ tuyệt thế gắn trên người một vị đại hán què chân, vô cùng quái dị. Mẹ kiếp! Cố Thanh Phong đột nhiên chửi ầm lên, con mẹ nó không có một người bình thường sao? Một câu nói này xem như đã đắc tội với toàn bộ đám người. Mọi người cũng thật không ngờ tới, Cố Thanh Phong lại ngông cuồng đến mức này, đối mặt với mấy vị tiên quân, hơn nữa bọn họ đều là người có tướng mạo đẹp trong đám tiên quân, lại còn dám kiêu ngạo. Lãnh tuyết chẳng lẽ các hạ là lãnh tuyết tiên quân được xưng là người đệ nhất luyện thể vạn cổ trong kỷ nguyên minh trú? Thần sắc lôi diệu tiên quân khẽ biến động nói, dáng người lãnh tuyết tiên quân tráng kiện đến mức quá lố khẽ mỉm cười, nháy mắt một cái rồi nói, thật không ngờ đạo hữu thế mà cũng từng nghe qua tên của thiếp thân, lôi diệu tiên quân ấn lạnh một trận, xấu hổ cười nói, bổn tọa từng tình cờ đạt được một môn luyện thể thuật, người sáng lập chính là lãnh tuyết tiên quân. Cho nên ta cũng đặc biệt tìm hiểu hai tròng mắt của lãnh tuyết tiên quân hơi sáng lên, nhìn dáng người lôi dịu tiên quân cũng tương đối cường tráng, kinh ngạc vui mừng nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ ngươi tu luyện tiểu tuyết luyện thể thuật do thiếp thân tự nghĩ ra sao? Ta không phải. Ta không có mà. Nghe thấy cách xưng hô xấu hổ này, lôi dịu tiên quân vội vàng phủ nhận, nhưng thiếp thân rõ ràng cảm nhận được dấu vết luyện thể thuật của tiểu tuyết từ trên người ngươi nha, ngươi có phải cảm thấy luyện không tốt hay không, cho nên xấu hổ không nói ra, không sao, xong chuyện này, buổi tối ta sẽ đi tìm ngươi, tự mình chỉ điểm cho ngươi thì nhất định có thể giúp cho ngươi đại thành. Sắc mặt Lôi Diệu Tiên Quân trong nháy mắt giống như ăn phải thứ khó ăn, đang lúc hắn ta vắt hết óc suy nghĩ để từ chối như thế nào thì Thất Tuyệt Tiên Quân xuất hiện, đúng lúc giải vây giúp hắn ta. Hắn ta cũng không dám để Lãnh Tuyết Tiên Quân tự mình chỉ điểm, năm đó hắn ta vô tình chiếm được Tiểu Tuyết luyện thể thuật, đã cảm thấy bị sốc trong một khoảng thời gian. Chương 1185 Ta nên gọi ngươi là Cố Thanh Phong hay là Lâm Đạo Huyền? Một, bởi vì môn luyện thể thuật này quả thực chính là một môn rèn luyện thân thể đỉnh phong, chỉ là cái tên một lời khó nói hết, cũng bởi vì cái tên này mà làm cho trong lòng hắn ta tò mò, vì sao một môn công pháp luyện thể từ thời cổ xưa tỏa sáng đến tận bây giờ, lại có cái tên nực cười như thế, thậm chí hắn ta còn hoài nghi cái tên đó là do sau này có người cố ý đổi tên, xuất phát từ ý nghĩ giúp môn luyện thể công pháp này tìm được chính danh. Lôi Diệu Tiên Quân bắt đầu lật xem các loại điển tịch thượng cổ, tìm kiếm di tích, ý đồ tìm ra cái tên công pháp chân chính. Sau đó, khi hắn ta tìm được manh mối, đã kinh ngạc đến trận tròn mắt, thật sự nó đặc biệt được gọi là tiểu tuyết luyện thể thuật, tiện thể cũng hiểu rõ cuộc đời lãnh tuyết tiên quân, cả người hắn ta như bị sét đánh, thở dài thốt lên, quả nhiên nhiều kỷ nguyên chim gì cũng có. Lãnh tuyết tiên quân, người đệ nhất luyện thể vạn cổ, diện mạo tuyệt mỹ, nhưng bởi vì vóc người, cùng với từng kẹp chết người cho nên vẫn luôn chưa có đạo lữ mãi cho đến khi lâm đạo huyền hoành không xuất thế sở trường bách vạn gia tìm tới nàng ta để thỉnh giáo luyện thể chi đạo từ đó về sau lãnh tuyết tiên quân điên cuồng đuổi theo lâm đạo huyền sau đó bởi vì được mà không thành vì yêu sinh hận trở mặt thành thù lôi diệu tiên quân chính là bởi vì biết sự tích của lãnh tuyết tiên quân cho nên có đánh chết hắn ta cũng không dám để cho lãnh tuyết tiên quân dạy mình tiểu tuyết luyện thể thuật Thất tuyệt tiên quân là một thiếu niên lang tuấn Mỹ, trong khoảng 15-16 tuổi, môi hồng răng trắng, trên mặt cười khanh khách lộ ra má lúng đồng tiền, trong má lúng đồng tiền đó dường như ẩn chứa một dòng nước mùa thu. Chân hắn ta dẫm đám mây ma thuật trực rỡ sắc màu đến, phiêu nhiên rơi xuống, vạt áo bay bổng. Bái kiến thất tuyệt đạo hữu, mọi người thấy thất tuyệt tiên quân xuất hiện, rối rít chủ động chào hỏi, bởi vì lúc trước thất tuyệt tiên quân đã cùng tỉ thí với tất cả bọn họ tất cả mọi người đều biết thất tuyệt tiên quân sâu không lượng được, lại ra tay ban thưởng hào phóng. Thất tuyệt tiên quân mỉm cười, đáp lại từng người, sau đó lập tức chuyển ánh mắt lên trên người cố thanh phong, đánh giá hắn một cách cẩn thận, vẻ ngoài khác nhau, lâm đạo huyền không đẹp như ngươi. Tuy nhiên người chuyển thế thì ai có thể nói rõ được chứ, nói đi, ngươi với lâm đạo huyền có quan hệ gì? Tại sao kỷ nguyên chi hỏa lại nằm trong tay ngươi, cố thanh phong nhàn nhạt nhìn thất tuyệt tiên quân trước mắt, nói với vẻ khinh thường, lông cũng chưa mọc đủ, cũng xứng nói chuyện với bổn đế. Nụ cười trên mặt thất tuyệt tiên quân trong nháy mắt thu lại, đột nhiên mặt trở nên vô cảm, nói, ngữ khí nói chuyện thần thái cũng không giống, xem ra ngươi không phải là người chuyển thế của lâm đạo huyền, nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định, dù sao ngươi có được kỷ nguyên chi hỏa, hơn nữa còn mở ra kỷ nguyên vạn cổ, đây đều là việc lâm đạo huyền muốn làm, nhưng tất cả lại do ngươi làm, cho nên rất khả nghi. Với trình độ giáo hoạt của lâm đạo huyền, Nói không chừng nhìn thấy ta chờ ở đây, cho nên cũng có khả năng không dám thừa nhận. Sau đó, trong mắt hắn ta đột nhiên hiện lên một trận tiên quang, hai tròng mắt trở nên lạnh nhạt như thiên đạo, dường như ẩn chứa hết tất cả chân lý trên thế gian. Hắn ta dùng đôi mắt này cẩn thận đánh giá Cố Thanh Phong, nhưng sau một khắc, cả người thất tuyệt tiên quân lại cứng đờ. Một lát sau, hắn ta khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cảm xúc trong mắt cũng xảy ra biến hóa, có phiền muộn, có hoài niệm, có hận ý vân vân không giống nhau. Vô cùng phức tạp, những tiên quân khác tất nhiên cũng chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Thất Tuyệt Tiên Quân. Thất Tuyệt đạo hữu, chẳng lẽ Cố Thanh Phong này thật sự là Lâm Đạo Huyền kiếp thứ 11 hay sao? Thất Tuyệt Tiên Quân không để ý tới bọn họ, giờ phút này trong mắt hắn ta dường như chỉ còn lại một mình Cố Thanh Phong. Ta nên gọi ngươi là Cố Thanh Phong đây, hay là Lâm Đạo Huyền? Giọng nói bình thản của Thất Tuyệt Tiên Quân giống như một tiếng sấm nổ vang vọng trong lòng mọi người. Cái gì? hắn quả nhiên chính là lâm đạo huyền đời thứ mười một lôi diệu tiên quân kinh ngạc hét lên lâm đạo huyền nỗi sĩ nhục lần trước thua ngươi hôm nay ta muốn toàn bộ trả lại cho ngươi để thiên tiên quân nghiến răng nghiến lợi nói lâm đạo huyền trả mạng lại cho con trai ta bích xà tiên quân sát ý ngập trời nói a di đà phật lâm thí chủ xin trả lại bảo tháp thanh đồng lâm lan ngươi còn yêu ta không lãnh tuyết nũng nịu nói em mờ thanh hỗn loạn của mọi người đồng loạt tràn vào trong tai cố thanh phong lông mày cố thanh phong bỗng nhíu chặt lại lâm đạo huyền thất tuyệt tiên quân này thế mà cho rằng bổn đế là kiếp thứ mười một của lâm đạo huyền chứ chuyện quái gì đang xảy ra vậy bổn đế làm sao có thể là người chuyển thế của lâm đạo huyền bổn đế cũng không phải là thổ dân vĩnh hằng chân giới mà là một vị khách đến từ hạ giới hơn nữa còn là người xuyên không bỗng nhiên Linh quan trong đầu Cố Thanh Phong chợt lóe, chẳng lẽ là Thất Tuyệt Tiên Quân nghĩ dựa vào cách này để cho những cường giả Tiên Quân có thù với Lâm Đạo Huyền ở đây đối phó mình? Nhưng nhìn vẻ mặt hắn ta nghiêm túc của Thất Tuyệt Tiên Quân, luôn cảm thấy mơ hồ không đúng. Chương 1186, ta nên gọi ngươi là Cố Thanh Phong hay là Lâm Đạo Huyền? Hay, bởi vì những người ở đây rõ ràng chính là xông tới vì mình, dù cho bọn họ biết mình không phải Lâm Đạo Huyền, cũng sẽ xuất thủ cần gì phải chụp cái mũ lâm đạo huyền lên đầu hắn chứ, hay là nói thất tuyệt tiên quân nhìn lầm. Cố Thanh Phong không suy nghĩ nữa, cũng không thể người khác nói cái gì là hắn cứ tin cái đó, hơn nữa còn là lời người chết nói, đúng vậy, mặc dù hắn ta không chết bây giờ thì cũng sẽ chết trong một thời gian ngắn nữa. Xem ra ngươi chẳng những không mọc đủ lông mà ngay cả mắt nhìn cũng không dùng được, lại cho rằng bổn đế là người chuyển thế của Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền hắn ta xứng sao? cố thanh phong khinh thường nói trong mắt thất tuyệt tiên quân hiện lên vẻ kinh ngạc khẽ cười nói lâm đạo huyền không thể tưởng tượng được cường giả như ngươi khi đối mặt với nguy cơ sinh tử cũng có thể diễn trò như thế vậy mà lại muốn thông qua việc nhục mạ chính mình để thoát thân với kiêu ngạo của ngươi có thể làm được loại trình độ này xem ra ngươi cũng chưa khôi phục lại hết toàn bộ thực lực hai cố thanh phong khẽ thở dài một tiếng một đám tiên quân tốt đáng tiếc đều là người mù nhớ lâm đạo huyền cũng muốn điên rồi Tư thái của Cố Thanh Phong khiến chúng tiên quân mặt đối mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ quen biết Lâm Đạo Huyền là người kiêu ngạo, thà chết còn hơn cúi đầu, hắn ta không thể nào thông qua phương thức hạ thấp mình để cầu con đường sống. Hơn nữa Cố Thanh Phong này nếu thật sự là Lâm Đạo Huyền thì cũng diễn quá tốt rồi đấy chứ. Khi tất cả mọi người đều đang hoài nghi, chỉ có Thất Tuyệt tiên quân chắc chắn nói, Lâm Đạo Huyền, ngươi lừa được người khác, nhưng lại không thể lừa được đôi mắt này của ta tất cả mọi thứ trên thế giới sẽ ở phía trước của đôi mắt này, không có gì có thể che giấu được. Ngươi nghĩ chỉ có một mình ngươi đang tiến bộ sao, từ sau khi bại trong tay ngươi, ta vẫn luôn nghiên cứu phương pháp nhìn thấu kiếm đạo của ngươi, lúc trước nhìn không thấu, là bởi vì ánh mắt vẫn chưa đủ mạnh, cho nên ta trên cơ sở thất tuyệt kỹ, lần nữa sáng tạo ra tuyệt kỹ thứ tám. Mệnh vận thần mâu Một đôi mắt thần có thể nhìn thấu vận mệnh trường hà, Tất cả mọi thứ trên thế giới không thể thoát khỏi số phận, cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của ta, cho dù ngươi có che giấu rất sâu, hầu như không thể nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào, nhưng vận mệnh của ngươi lại cùng Lâm Đạo Huyền là kết nối cùng một chỗ, ngươi không phải Lâm Đạo Huyền thì còn có thể là ai nữa. Nói xong lời cuối cùng, Thất Tuyệt Tiên Quân đã gần như gầm thét. Thất Tuyệt Tiên Quân vẫn là một người rất bình tĩnh, dường như bất luận kẻ nào hay chuyện gì cũng không thể khiến cho tâm tình của hắn ta dao động ngoại trừ lâm đạo huyền hắn ta tự nhận mình là đệ nhất vạn cổ cả đời chưa nếm thử thất bại nhưng duy chỉ có bại trong tay lâm đạo huyền đây là sỉ nhục cả đời hắn ta cũng không thể quên hôm nay nhìn thấy cố thanh phong hắn ta có chút thất thố giống như muốn phát tiết ra từng cái từng cái oán niệm tích tụ từ vạn cổ ở đáy lòng này nhìn thấy hành động của thất tuyệt tiên quân như vậy cố thanh phong càng nhíu càng sâu vận mệnh của bổn đế và lâm đạo huyền nối liền cùng một chỗ chẳng lẽ kiếp trước của bổn đế thật sự là lâm đạo huyền việc lâm đạo huyền muốn làm là mở ra kỷ nguyên vạn cổ tập hợp đủ sức mạnh của tiên quân phá vỡ lòng giam của vẫn tinh nguyên. mà việc bổn đế muốn làm cũng là như thế mở ra kỷ nguyên vạn cổ thôn phệ sức mạnh của chúng tiên quân phá vỡ lòng giam của vẫn tinh nguyên. hình như không có khác biệt quá lớn hơn nữa lâm đạo huyền chậm chạp không có xuất hiện hoặc là kỳ thật hắn ta xuất hiện từ lâu rồi quên đi không sao cả ta một mình ta đệ nhất thế gian thượng thừa nhất ở đây đệ nhất ma vạn cổ tại thời điểm này veo một luồng kiếm ngâm giống như đến từ trên trời cao vang vọng khắp thiên địa trong lúc bất chợt toàn bộ tiệc thiên giáo đều đang rung chuyển một cổ kiếm uy vô thường khó có thể tưởng tượng đang từ từ dâng lên kiếm ngâm kia tựa như thiên âm của đại đạo có vĩ lực vô thượng chấn động lòng người tất cả mọi người bao gồm cả thất tuyệt tiên quân trong nháy mắt đều biến sắc tâm tình run rẩy bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ lông tơ cả người đều dựng đứng cổ kiếm ý này sẽ không sai đâu cổ kiếm ý áp đảo thiên địa này chỉ có lâm đạo huyền mới có được sau một khắc chỉ thấy cả tòa tiệc thiên giáo với bán kính trăm triệu vạn dặm từ từ bay lên không trung kiếm quan rực rỡ từ phía trên phóng thích dần dần bao phủ toàn bộ vù tiếng kiếm ngâm càng ngày càng lớn giống như thủy triều còn yệt thiên giáo phi thăng lên trời đã hoàn toàn hóa thành một đạo kiếm quan sau đó như nước hòa tan, vặn vẹo, ép lại, cho đến khi ngưng tụ thành một thanh quan kiếm to lớn như thông thiên cắt địa. âm âm, cả vẫn tinh nguyên kịch liệt trung chuyển, thiên địa sơn hà tối tâm âm trầm cũng được một tia kiếm quan này chiếu sáng, sáng chói mười phương. tất cả kiếm trong thiên địa đều đang rung rẩy, giống như chúng đang bái kiến đế hoàng trong thế giới kiếm. một cổ kiếm uy khủng bố không cách nào hình dung cũng tràn ngập theo đó giống như một lưỡi kiếm sắc bén vô song từ kỷ nguyên vạn cổ xuất hiện vào giờ phút này, xuất ra một kiếm, chấn động thiên hạ. Chương 1187, Lâm Lan, chàng còn yêu thiếp không? Đây là Thiên tâm đạo kiếm của Lâm Đạo Huyền Tâm ta tức là thiên tâm, ý ta là thiên ý, để nhất kiếm vạn cổ, thiên tâm đạo kiếm, khi bốn chữ thiên tâm đạo kiếm vừa ra, đại đạo dường như đều đang kích động. Chỉ thấy thanh kiếm khổng lồ che trời kia chợt thu nhỏ lại, biến thành kích thước bình thường, bay tới trước người cố thanh phong, đợi hào quang tản đi, lộ ra chân dung. Là một thanh cổ kiếm cổ xưa, thân kiếm trong suốt, cố thanh phong bình tĩnh nhìn thiên tâm đạo kiếm trước mắt, lẩm bẩm, chả trách bổn đế lật cả tiệc thiên giáo cũng không tìm được thanh kiếm này, thì ra toàn bộ tiệc thiên giáo đều là do kiếm này biến thành, chỉ là vì sao lại bay tới trước mặt bổn đế. Hắn vương tay cầm lấy thiên tâm đạo kiếm. Bỗng nhiên kiếm quan khẽ rung lên ánh kiếm cao tận trời chiếu sáng tối tăm trời đất ánh sáng sắc bén xuyên thấu khắp nơi cùng với tiếng kiếm ngâm kinh khủng quanh quẩn trong hư không trong nháy mắt biến mất không thấy thanh thiên tâm đạo kiếm này ở trong tay cố thanh phong thì ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ như thể cố thanh phong chính là chủ nhân của nó nhìn thấy một màn này chúng tiên quân ở đây không còn ai hoài nghi thân phận của cố thanh phong nữa hắn chính là lâm đạo huyền nếu không trên đời này ngoại trừ lâm đạo huyền còn có ai có thể để cho thiên tâm đạo kiếm nhận chủ? Điều này cũng làm cho Cố Thanh Phong càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ mình thật sự là người chuyển thế của Lâm Đạo Huyền? Lúc Lâm Đạo Huyền ở kiếp thứ 11, bởi vì ngoài ý muốn chuyển sinh đến thế giới hiện đại, sau đó có thể là bởi vì vận mệnh chỉ dẫn, dẫn đến chính mình lại xuyên qua trở về nơi này. Nhưng không đúng, còn hệ thống thì sao? Chẳng lẽ hệ thống cũng là Lâm Đạo Huyền chế tạo? Cố Thanh Phong mơ hồ cảm giác không đúng, bởi vì tuy Lâm Đạo Huyền vô cùng cường đại, được xưng là tiên quân mười đời, nhưng giới cực hạn của hệ thống lại dường như không có giới hạn. Đừng nói tiên quân, hắn cảm giác cho dù là tiên tôn cũng không có khả năng chế tạo ra hệ thống. Đang lúc Cố Thanh Phong đang suy tư, thất tuyệt tiên quân hét to một tiếng, động thủ, thực lực của hắn ta vẫn chưa khôi phục, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt người chuyển thế của hắn ta, thất tuyệt tiên quân đánh ra một quyền, hư không đột nhiên nổ tung, Cố Thanh Phong đứng sừng sững trên bầu trời, một quyền ấn màu xanh lam bao lấy vạn trượng ánh sáng chói mắt hung hăng đập xuống thiên tâm đạo kiếm trong tay cố thanh phong giống như bị mạo phạm tiếng kiếm ngâm ong ong rung động một đạo kiếm quan rực rỡ bắn ra nên đón quyền ấn màu xanh lam kia âm hư không gần đó chợt sụp đổ nứt ra vô số khe nước quyền ấn đáp lại bị phá vỡ hư chỉ dựa vào thiên tâm đạo kiếm tự chủ ứng địch lâm đạo huyền xem ra ngươi còn suy yêu hơn so với trong tưởng tượng thất tuyệt tiên quân hừ lạnh một tiếng, lập tức vận dụng tuyệt thế thần thông của mình. Mấy người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng chờ phát động, nóng lòng muốn thử, bọn họ đều có thù oán với lâm đạo huyền, hiện giờ đối phương hổ lạc xuống đồng bằng, đúng lúc mọi người cùng tấn công hắn ta, rửa sạch mối sỉ nhục lúc trước. Người thua dưới tay lâm đạo huyền đều biết rõ một chuyện, đó chính là một mình đơn độc đấu với hắn hoàn toàn không có khả năng thắng được hắn ta, lâm đạo huyền rất ít khi giết người, bởi vì hắn ta khát vọng kẻ mạnh, đánh bại kẻ địch hắn ta thậm chí còn có thể sẽ chỉ điểm cho đối phương hy vọng đối phương trở nên mạnh mẽ cho kẻ địch thời gian đuổi theo cho đến khi xa không nhìn thấy nữa chúng tiên quân rất hiểu rất rõ bản thân họ có chênh lệch với lâm đạo huyền dù cho bọn họ phấn khởi đuổi theo sự chênh lệch của hai bên ngược lại theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn đang lúc mọi người muốn cùng khác ra tay một bóng người khiến người ta không thể tưởng tượng được lại nhảy ra chắn trước người mọi người chính là lãnh tuyết tiên quân chỉ thấy lãnh tuyết tiên quân dùng thân hình cường tráng của nàng ta ngăn trở mọi người, cũng vươn cánh tay tráng kiện như đùi nam tử trưởng thành để ngăn cản. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kiên quyết, chúng tiên quân nhất thời tức giận, lãnh tuyết tiên quân, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nối lại tình xưa? Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước hắn vứt bỏ ngươi như thế nào rồi sao? Lãnh tuyết giận dữ nói, các ngươi câm miệng hết cho ta. Lâm Đạo Huyền là nam nhân của thiếp thân, không có sự đồng ý của thiếp thân, các ngươi không ai được phép động đến hắn, nhìn lãnh tuyết bị tình yêu làm cho choáng ván đầu óc, mọi người cảm giác một trận ác hàng, quả nhiên chỉ có loại người đầu óc đều là cơ bắp này mới có thể trở thành đệ nhất tu luyện tháng thể vạn cổ. Lúc này, lãnh tuyết quay đầu lại, dịu dàng nói với cố thanh phong, lâm lan, chàng còn yêu thiếp không? Chỉ cần chàng nói yêu ta, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ chàng, không để cho bọn họ làm tổn thương chàng, con mẹ nó. Khốn kiếp, ngươi có biết ngươi đang cản trở bổn đế không? Cố Thanh Phong bạo quát một tiếng, lập tức một cước đá ra. Âm. Lực đạo đáng sợ trực tiếp nghiền nát hư không, tác dụng lên thân thể cường tráng của lãnh tuyết tiên quân. Âm âm, lãnh tuyết tiên quân đột nhiên cảm thấy bản thân như bị trọng kích, trên người khói trắng bốc lên, cả người giống như rồng đất điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, cây xới mặt đất ra một cái khe rảnh dài chừng vạn dặm. Chương 1188, sự tồn tại ngay cả vận mệnh thần mâu cũng không thể nhìn thấu, một, nếu là một tiên quân bình thường phải chịu một đòn tấn công nặng như vậy, trong tình không có sự phòng bị thì không chết cũng sẽ bị trọng thương, nhưng lãnh tuyết tiên quân lại giống như không hề có chuyện gì xảy ra, tự từ trong đất bò ra. Tuy nhiên một đòn này mặc dù không gây tổn thương lớn gì đối với thân thể nàng ta, nhưng lại tổn thương tâm lý cực mạnh. Chỉ thấy trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia tràn đầy vẻ ấm ức, lâm lan. Sao chàng lại đánh ta? ta yêu chàng cũng có lỗi sao? Đơ mờ. Trên đầu cố thanh phong bất chợt xuất hiện đầy hát tuyến, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Yêu con mịa mai, hắn vung mạnh kiếm lên, thoáng chốc một đạo kiếm khí vô thượng xẹt qua trời đất, sắc mặt lãnh tuyết tiên quân đột nhiên khẽ biến, hét lớn một tiếng, thân thể mạnh mẽ phát lực, thân thể vốn dĩ đã cường tráng lại lần nữa bành trướng lên, trên da hiện ra màu vàng xanh. Chập chen. Vang lên tiếng kim loại va chạm kịch liệt lãnh tuyết tiên quân lại bị đánh lui mấy trăm dặm thêm lần nữa trước ngực nàng ta rõ ràng đã xuất hiện một vết sẹo sâu có thể nhìn thấy được xương nhưng mà lại không có chút máu tươi nào chảy ra khoảnh khắc tiếp theo màu vàng xanh hiện lên vết sẹo kia ngay lập tức khôi phục lại như cũ chàng lại dám không đáp lại tình yêu của thiếp thân thiếp thân muốn giết chàng lãnh tuyết tiên quân ngửa mặt lên trời kêu gào một cổ hung uy ngập trời theo đó khuếch tán nghiền nát tầng mây chấn động đến mức hư không nổi lên một tầng gần sóng kịch liệt, thân hình của nàng ta kịch liệt mở rộng, nhanh chóng tăng trưởng giống như pháp thiên tượng địa, trong chớp mắt đã cao tới vạn trượng, đứng dựa vào hư không, tóc dài như thác nước tung bay theo gió giống như dòng nước lũ thời kỳ hỗn mang. Pháp thiên tượng địa là một cụm từ phổ biến trong các tác phẩm của các nhà tư tưởng cổ đại. Đồng thời, pháp thiên tượng địa cũng là tên thần thông trong Tây Du ký. Thi triển thần thông này sẽ khiến người thi pháp hóa thân thành trời đất bắt chước độ lớn của trời đất, bắt chước trời, mô phỏng đất, cao lớn như trời, rộng lớn như đất, là kỹ năng có thể cao cùng trời đất, thuộc về đại thần thông. Hai tròng mắt của lãnh tuyết tiên quân lúc này giống như ánh mặt trời vàng rực rỡ, chỉ cánh tay đã to lớn như núi non mọc lên ngang trời, lỗ mũi cực lớn thở hỗn hển. Mỗi lần thở ra một hơi giống như gió lôi đình, chấn động hư không, mang theo cơn gió hung thần cuồn cuộn ngập trời. Quy thế kia quá mức khủng bố, quả thực chính là một pho tượng hung thú thời thái cổ hình người cực kỳ cuồng bạo, một thân hung uy tàn sát bừa bãi cửu thiên thập địa. Lúc này lôi diệu tiên quân xem như đã hoàn toàn hiểu ra vị này lúc trước là như thế nào kẹp chết người, cái này không chỉ kẹp chết, đè cũng đè chết. Nếu để cho lãnh tuyết tiên quân ở phía trên, vậy mỗi một đòn chẳng phải cũng tương đương với một ngọn núi vạn trượng đập xuống sao, đồng thời hắn ta cũng hiểu được bản thân và lâm đạo huyền thật sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Âm âm, lãnh tuyết tiên quân giơ cánh tay tráng kiện như sơn mạch lên, bổ mạnh về hướng cố thanh phong trong quá trình rơi xuống hai cánh tay kia lại trở nên rực rỡ như lửa hiện lên ngọn lửa tiên quang màu hồng như dung nham giống như một vần mặt trời hoảng sợ từ từ dâng lên sức mạnh vô sông rực rỡ sáng chói hoảng sợ vô lượng làm tan chảy hư không một cổ uy lực cuồng bạo như hủy thiên diệt địa khuếch tán ra quả thực giống như một người khổng lồ đội trời đạp đất dơ mặt trời lên đập xuống lực đánh không tệ đáng tiếc đánh không trúng người thì có ích lợi gì chứ thân thể cố thanh phong chật tiêu tán, hóa thành kiếp số đầy trời. Hắn không có ý định tiếp nhận, bởi vì hắn thật sự không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào trên thân thể với lãnh tuyết tiên quân, sẽ gặp ác mộng mất, khi thân hình của hắn ngưng tụ lại lần nữa, thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau bích xà Sa, tiên quân, cũng là nữ nhân duy nhất trên sân. Một bà lão tóc bạc trắng, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của cố thanh phong, tên là bích xà, còn có dáng vẻ như vậy, về cơ bản chắc chắn là người nhà bích xà tiên quân cũng không có quay đầu lại mà bình tĩnh nói xem ra lão thân bị coi là quả hồng mềm nếu đã như vậy đành phải hoạt động chút gân cốt từ trong miệng xà trường của bà ta bắn ra một vệt u quan xanh biếc không có uy thế khủng bố như lãnh tuyết tiên quân thậm chí ngay cả phạm vi công kích cũng cực kỳ nhỏ bé đó là một sợi mỏng màu xanh lá cây nhưng mọi người ở đây lại không ai dám xem thường cái sợi mỏng màu xanh lá cây này bọn họ có thể cảm nhận được uy hiếp trí mạng từ đó Vèo cái sợi mỏng màu xanh biết chui vào ngực cố thanh phong khóe miệng bích xà tiên quân hiện lên một nụ cười lạnh lẽo thắng bại đã rõ ầm lời của bà ta còn chưa dứt thì đã có một nắm đấm cực lớn hung hăng đánh vào đầu bà ta bích xà tiên quân bất chợt như bị một đòn tấn công nặng nề cả người giống như ngã lộn nhào đầu cắm mạnh vào trong đất chỉ là một con xà yêu đờ mờ còn giả bộ làm màu cố thanh phong đoán cũng không sai trong đám người ở đây bích xà tiên quân là yêu tộc Bản thể là một con trắng yêu. Hai, điều này làm cho hắn có hơi cảm khái, yêu quái lần này không được, tại sao lại ít cao thủ có trình độ cao như vậy? Đang suy nghĩ, ầm. Vang lên một tiếng sấm rền. Chương 1189, sự tồn tại ngay cả vận mệnh thần mâu cũng không thể nhìn thấu, hai, chỉ thấy thân hình của Lôi Diệu Tiên Quân triển khai, hàng loạt tia sét đỏ dày như sợi xích thần nổ ra, ở sau lưng hắn ta đang xen thành một giới vực Lôi Đình cuồng trào mãnh liệt trời đất biến đổi, nhật nguyệt ảm đạm. Một tay của hắn ta nắm chặt, lôi đình vô tận hội tụ trong lòng bàn tay hắn ta, hóa thành một thanh chiến mau cúng quanh lôi đình ném mạnh về phía cố thanh phong. Mấy người còn lại cũng rối rít ra tay, các loại thần thông khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa lúc này cùng hiện thế, nhưng cố thanh phong hoàn toàn không thèm để ý, tóm lấy bích xà tiên quân và đánh một trận giả mang. Thân thể của bà ta không ngừng vỡ vụn, sau đó lại nhanh chóng phục hồi như cũ, cứ lặp đi lặp lại như thế, nhưng vẫn không ngừng đánh bích xà tiên quân. Bích xà tiên quân đã nóng nảy, liều mạng phản kháng, vì sao ngươi không đánh bọn họ? Bổn đế thấy ngươi ngứa mắt, không được sao? a a a bích xà tiên quân kêu trên thảm thiết, chư vị đạo hữu mau cứu ta, hắn đang thôn phệ sức mạnh của ta, sắc mặt đám người thất tuyệt tiên quân có chút nghiêm túc. Bởi vì bọn họ phát hiện hoàn toàn không thể giết chết Cố Thanh Phong, thân thể của hắn bất luận bị công kích như thế nào, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại như cũ, không hề bị tổn hao gì. Đây là thần thông gì? Chẳng lẽ đây mới là thực lực thật sự của Lâm Đạo Huyền, chết tiệt, hắn đã trở nên mạnh hơn, trước kia đối chiến với hắn ta, ít nhất còn có thể ép hắn ta dùng ra kiếm đạo thần thông, vậy mà hiện tại hắn lại không cần dùng tới, ánh mắt thất tuyệt tiên quân lóe lên, không ngừng nhìn chầm chầm bộ phận phục hồi của Cố Thanh Phong. Vận mệnh thần mâu, từ trong mắt hắn ta lóe ra một tia quan mang rực rỡ, trong nháy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, đây là kiếp số. Thân thể của hắn ta thật ra là do kiếp số trong thiên địa tạo thành. Cái gì? Lời này vừa nói ra, chúng tiên quân kinh hãi biến sắc, có người có thể khống chế được kiếp số sao? Làm thế nào có thể được, không chỉ có kiếp số, các người không phát hiện sức mạnh của Bích Xà tiên quân càng ngày càng ít sao? Hắn vậy mà đang thôn phệ sức mạnh của Bích Xà tiên quân, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng chúng ta còn đang chiến đấu nhưng Lâm Đạo Huyền lại cố tình ở trong chiến đấu hấp thu sức mạnh của Bích Xà Tiên Quân, dồn như mỗi một đòn của Bích Xà Tiên Quân đánh vào trên người hắn là bổ sung năng lượng cho hắn, thất tuyệt tiên quân tất nhiên cũng phát hiện ra, hắn ta thúc dục vận mệnh thần mâu lần nữa, đem nó thúc dục đến cực hạn, hai tròng mắt giống như hai mặt trời rực rỡ. Tuy nhiên, giây tiếp theo, hào quang trong hai mắt thất tuyệt tiên quân đột nhiên tiêu tán, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Hắn ta hoảng sợ nói, Điều này là không thể, thế gian này làm gì có thể tồn tại thứ mà vận mệnh thần mâu không thể nhìn thấu được, ngay cả kiếp số trong bóng tối hắn ta cũng nhìn ra một chút manh mối, nhưng hết lần này tới lần khác căn bản không thể nhìn thấu Cố Thanh Phong dùng loại sức mạnh nào cắn nuốt Bích Xà Tiên Quân, thậm chí hắn ta mạnh mẽ mượn vận mệnh trường hà do thám, thế nhưng lại gặp phải loại vĩ lực nào đó không thể lường lượng cắn trả lại, cổ sức mạnh kia mạnh mẽ, quả thực giống như một chiều không gian khác tất cả sức mạnh trên thế gian đều không phải cùng một đẳng cấp với nó hai mắt thất tuyệt tiên quân đột nhiên chảy máu biến cố này làm mọi người sững sờ phải biết rằng mỗi người trong bọn họ đều đã từng tỉ võ với thất tuyệt tiên quân biết rõ thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào nếu như nói trong những người bọn họ từng gặp người mạnh nhất là lâm đạo huyền người tiếp theo chính là thất tuyệt tiên quân người có đủ loại thần thông diệu pháp hạ bút thành văn thiên địa vạn đạo đều có xem qua không có một thứ gì mà không tinh thông còn đề xướng bác tuyệt kỹ không tiền khoáng hậu nhưng sự tồn tại cỡ này lại chỉ vì do thám bí mật của cố thanh phong mà hai mắt chảy máu thật sự quá đáng sợ và ngay lúc mọi người đang hoảng sợ một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên đó là tiếng của bích xà tiên quân chỉ thấy từ trên người cố thanh phong lan tràn ra xuất tu vô tận hung hăng đâm vào trong cơ thể bích xà tiên quân giống như ống bơm nước điên cuồng rút đi sức mạnh có thể thấy được cơ thể của bích xà tiên quân đang bị teo lại mau cứu ta. Bà ta đau đớn kêu lên đánh thức mọi người, thất tuyệt tiên quân tức giận hét, hắn nắm giữ tai kiếp, hoàn toàn không thể giết chết được, vì thế kế hoạch hiện tại chỉ có thể phong ấn hắn trước. Phong ấn, phong ấn nào trên thế gian có thể vây khốn được tai kiếp? Để thiên nhíu mày nói. Nhân quả. Sức mạnh nhân quả có thể, thất tuyệt tiên quân tốc độ nói nhanh, kiếp số vô lượng, nhân quả khó chơi, chỉ có dựa vào sức mạnh ngang hàng mới có thể khống chế được hắn. Chỉ cần trên người tồn tại nhân quả, tất nhiên không cách nào tránh thoát nhân quả chi lực. Các ngươi nhanh chóng đánh nát thân thể của hắn, ta sẽ thi triển nhân quả chi lực. Mấy vị tiên quân còn lại liếc nhau, đốt trích đột nhiên ra tay, để thiên tế xuất tiên kiếm, một hóa ra ba ngàn, ba ngàn tiên kiếm bày trận kêu vù vù, vô số quy tắc sức mạnh như gió bão xuất hiện, ung ung kéo đến cắn nuốt về hướng cố thanh phong. Chương 1190, nhân quả đối kháng với tai kiếp, một, lôi diệu tiên quân khống chế ngũ lôi, diễn hóa một mảnh hỗn độn lôi hải, điên cuồng trấn áp, những người còn lại cũng là nhau nhau xuất ra thủ đoạn áp đáy hầm, không ngừng mài mòn thân thể cố thanh phong. Trong mắt thất tuyệt tiên quân hiện lên một tia lạnh lẽo, bắt đầu ấp ủ, từ trên người hắn ta bộc phát khí thế quỷ dị, trong tay không ngừng bóc pháp quyết, hắn hiểu rõ, đối mặt với loại kiếp số vô lượng này, muốn mài mòn là chuyện không thể nào, không khác gì một người muốn uống cạn nước biển mênh mông cách kiềm chế hắn chỉ có tiến hành lợi dụng sức mạnh biến hóa như nhau đó chính là nhân quả chi lực nhân quả chi lực tuyệt đối là sức mạnh khó chơi nhất trên đời này nó giống như đổ nước thải hạt nhân vào biển đã không thể uống hết biển cả thì sẽ làm ô nhiễm biển mãi mãi dây dưa không ai có thể trốn thoát khỏi định mệnh nhân quả cho dù là tiên đế trong truyền thuyết cũng chỉ có thể làm được không dính nhân quả mà thôi không dính không có nghĩa là không kiên dạy nhân quả, tiên đế dễ dàng cũng không muốn chủ động dính nhân quả. Đương nhiên với thực lực của thất tuyệt tiên quân, căn bản không có cách nào khống chế được nhân quả, chỉ có thể cậy động nhân quả chi lực, chỉ cần cậy động cũng đủ để kinh thế hải tục rồi. Nếu như không có lâm đạo huyền hoành không xuất thế thì chắc chắn thất tuyệt tiên quân đã được coi là thiên tài số một muôn thuở. Hắn ta vốn có thiên tư không tầm thường, còn có kỷ nguyên chi hỏa, tương đương với đứng ở trên vai người khổng lồ, sáng tạo ra con đường thuộc về chính mình sử dụng nhân quả chi lực chắc chắn là sát chiêu mạnh nhất của thất tuyệt tiên quân cũng là loại mạnh nhất trong tám loại tuyệt thế thần thông hắn ta sáng tạo ra thất tuyệt tiên quân có tự tin dù cho lâm đạo huyền ở thời kỳ hoàng kim cũng ngăn không được nhân quả chi lực thế nhưng năm đó hai người đối chiến hắn ta cũng không có sử dụng sát chiêu này không phải là không muốn sử dụng nó mà là không có cách nào bởi vì với thực lực của hắn ta sử dụng nhân quả chi lực thật sự quá khó khăn Nói trắng ra chính là do kỹ năng này mất nhiều thời gian, trong đối chiến thực sự hoàn toàn không có cơ hội để sử dụng. Nhưng hiện tại thì khác, hiện tại hắn ta đã có sự giúp đỡ kiềm chế Cố Thanh Phong. Ngươi không sao chứ? Lôi Diệu Tiên Quân lo lắng hét lên, lúc này Bích Xà Tiên Quân đã hấp hối, cho dù có bọn họ kiềm chế, có thể liên tục đánh nát thân thể Cố Thanh Phong, chỉ hơi ngăn cản tốc độ thôn phệ, nhưng cũng là như muối bỏ biển đám người lôi diệu tiên quân chưa bao giờ quan tâm đến sự sống chết của bích xà tiên quân bọn họ chỉ là không muốn nhìn thấy cố thanh phong thành công thôn phệ bích xà tiên quân khôi phục thực lực đã có mà thôi tất cả đều tránh ra thất tuyệt tiên quân lúc này hét lớn một tiếng trên mặt nổi lên gân xanh các tiên quân còn lại trong nháy mắt lắc mình rời khỏi phạm vi công kích nhân quả chi cấm nương theo tiếng gầm giận dữ của thất tuyệt tiên quân trong lòng bàn tay hắn ta bất chợt bộc phát ra hồng quang quỷ dị vô tận, hồng quang ngưng tụ thành một cục giống như một quả cầu hồng tuyến đang nhảy lên. Khoảnh khắc sau đó từ trong đó vươn ra vô số sợi tơ màu đỏ quỷ dị, giống như mạch máu dày đặc, trải rộng hư không, tập kích về hướng Cố Thanh Phong. Nhìn thấy một đòn quỷ dị này, Cố Thanh Phong không để ý, hắn biết rõ tài năng tuyệt vời của thất tuyệt tiên quân, đám người này nếu cảm thấy nhân quả chi lực có thể đối phó tai kiếp, vậy thì chắc chắn phải có căn cứ. Cho nên hắn trực tiếp buông bích xà tiên quân đang hấp hối ra, cả người hắn nổ tung, hóa thành kiếp số đầy trời, có ý đồ tránh né một đòn này. Tuy cố thanh phong ngông cùng kiêu ngạo, không coi ai ra gì, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, cần gì phải mạo hiểm chứ. Sau khi hắn hóa thành kiếp số đầy trời, những sợi dây nhân quả quỷ dị kia dĩ nhiên cũng trốn vào hư không biến mất, dường như đã mất đi mục tiêu thì chúng tự động tiêu biến. Vết mặt đám người lôi dịu tiên quân đầy vẻ thất vọng. Thất bại sao? ngay sau đó cơ thể cố thanh phong lại trở về từ kiếp số vô tận một tay bắt lấy bích xà tiên quân triệt để hút khô bích xà tiên quân nhất thời tan thành mây khói không thất bại trên mặt thất tuyệt tiên quân lộ ra ý cười nắm chắc phần thắng cố thanh phong khẽ nhíu mày không biết thất tuyệt tiên quân đang tự tin cái gì rõ ràng mình đã tránh được nhân quả chi cấm nhưng một giây sau cố thanh phong nhận ra không đúng hắn cúi đầu nhìn thì phát hiện trên người mình vậy mà lại có những sợi dây đỏ dày đặc cuốn quanh mắt thường không nhìn thấy được đường màu đỏ kết nối với hư không xuyên qua quá khứ hiện tại tương lai ha 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 không ai có thể thoát khỏi số mệnh nhân quả nhân quả chi lực bất chấp khoảng cách thời gian không gian chỉ cần trên người ngươi có nhân quả thì vĩnh viễn không cách nào trốn thoát lâm đạo huyền ngươi đã trúng thần thông mạnh nhất của bổn tọa nhân quả chi cấm nằm đó bổn tọa không có cơ hội sử dụng nó nếu không người thắng năm đó chỉ có thể là ta, Thất Tuyệt Tiên Quân ngửa mặt lên trời cười lớn, cười vô cùng vui sướng giống như muốn phát tiết ra hết oán của khí năm đó. Cố Thanh Phong thử giật giật, kết quả lại phát hiện trong bóng tối có một cổ sức mạnh quỷ dị không nhìn thấy không sợ được đang hạn chế mình.